Đây là Thịnh đang bắt đầu lên đồi để trồng xem cái trang trại nuôi lợn Mán nha các bạn nha. Người Mán, đặc chủng Mán. Đặc chủng người Mán nha. Đặc chủng người Mán nhá. Đi bộ đấy nhá. Đi bộ đấy. Đường vất vả lắm ấy các bạn ạ. Đây. Khu này là toàn trang trại của người dân tộc Dao nha. Ao cá đây. Hèn hô hô. Mệt quá. Bắt đầu lên đồi trò đây. Đường lên đồi trò. Nó có chính trị đặc sản á. Đặc sản lớn Mán nha các bạn nhá. Quý lại á bén thôi. Đấy. Đường lên trang trại vất vả thế các bạn ạ. Họ lấy đất mà tí các bạn bảo lấy đất nhá. Vất vả lắm đây. Ủa dù. Hay, một con lâm tặc. Đây này. Lôi, hèn lắm ô. Toàn ngu gái. Lôi, khi táng thôi. Lôi nhìn a tung ta o hàng mới để cái này ô kia khẩm tang alo hèn ô rồi phun liều ạ, chứ có trời nó tỏi liều mới trời. À rồi, hú, thôi. À rồi. Đây này. Cây này làm gậy, sống gậy thì cũng nhiều. Ví dụ, ví dụ, ví dụ. Ví dụ, dạ bé á. Không chống gậy không biết nổi á, đau chân lắm. Ví dụ miền bố cố bẹp bẹ. Rồi. Con hơi chính trọi này.
Ôi, tải ô. Hèn tải ô. Quá các bạn ạ. Lùi 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 lùi. Đường đi dốc quá. Ôi. Ôi. Nãy mới o nhiệt phải ra nhời. Rồi, khí cầm bắt tăng á, khốn á nhơi, thôi, phụ ngô ở cà mê lào đâu, nào phó chỏi đâu, mình á, khám chỏi á, rồi, này bà kêu mày chúng chia mới có hò. Ờ thợ cái thỏ à? Tú nó mới đau nè. Lui. Phải bàn thờ chính trả ạ. Thổ. Phụ ngũ cam thổ. Cục trò. Cốc trò ngày xưa có nhiều vàng lắm. Rất nhiều vàng các bạn ạ. Mò gì quay nhầy mới phát đi. Nếu mà cái này mảng thì phát chứ. Thổ ơi! Ô cam! Cái bà lấy chuốt hả? À? Chị bát. Ủa,
Lợn mán đây, đến rồi. Chấm. Lôi. Hay. Tung pia có bò lôi. Hơi. Bạn ngu hắn hay xưa mua. Hay. Rồi bắt tung hắn hay lổ hắn là cho tôi chê. À. Thôi, các bạn mua đào bí. Bà có tên đào bôi ngay dâm ngẩn không bố? Đây này lợn mán này đang ở trên đùi này. Mấy chắp chú là xuống lô. Tới cua phải béo mới mời ngồi lưu. Dìm cua phải mời ngồi lưu. Chúng tao lưu qua em. Ổm thì chúng mạng nó quá chi chai chứ mới tung chúng hào. Chúng tao lưu mới qua em xỉa tao lưu mới. Tao tung lại sao tung nhảy buồn. Buồn tạm kéo. Buồn chấm mô tính thảm ưu đúng. Đuôn ăn lào nhỉ. Em đòi phải chẳng cầm ưu tạm. Mọi mấy hết kéo nóng lưu ưu mỉa quá. Cháu nó thoáng tu nó mới xíu. Đây là cái miên mà cái miên toàn pháo tay chơi trang trải áo cái mai là mua tỏi mấy game bế pháo nai tay bà người ta toàn cái mấy áo nào ơ béo lắm béo béo phía nát tay tay cục tung có bắt đèn quạt với anh trai nhé. Ôi mình phải mất khoảng 30 phút đấy hả? Mấy thuốc kiểm tra hả? Chỉ đi quay phim phía nào kiểm tra thuốc vô ta tân làn cái mấy áo bà mua tỏi bớt gì về với cái tay trên ta tân làn uy tùng bà chịu khâu sợ yêu xuống chưa có ăn con nào không bắt một con đang lên bắt về thịt này quay nó là mua sáu
Đấy, nhìn nhìn thấy không? Đấy, sướng không? Mua mấy leo cái này đấy. Tao đi mua rồi. Mua cái tay đi mua. Đấy, lợn đen đây này, xuống không? Mọi nhà cái cuốn là vào đó tao đang cuốn. Đang trên núi. Cột khang đi. Úi giời ơi, đông lắm. Mấy anh chị em, các cháu nữa đang ở trên đây để bắt lợn đen đây này. Chưa biết được, cái loại nó tùy từng loại, loại to, loại nhớ, loại bé. Để mơ cuống thẳng cánh kêu. Chí mũi nhớ cái ui tiếp đá. Cái ui tiếp con vào con pha. Ừ, nhưng mà một mình mày vô thế nào được, bây giờ phải hai người mới được. Tí lừa nó vào tí. Thôi nha, clip của Thịnh Đặng đến đây là kết thúc nha các bạn nha. Ếch 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 út út út.